thực hư thông tin Lâm Khánh Chi và chồng cũ nối lại tình xưa. Chồng cũ của Lâm Khánh Chi đã đích thân lên tiếng làm rõ thông tin cả hai tái hợp. Cuối năm 2021, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng xác nhận đã tan vỡ sau 4 năm chung sống. Hậu chia tay, Lâm Khánh Chi nhiều lần nhắc đến đối phương và còn chia sẻ lại ảnh và kỷ niệm cũ của cả hai. Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi còn có dòng trạng thái ngầm thông báo về việc nối lại tình xưa với Phi Hùng. Đến tối mùng 8 tháng 6, đích thân chồng cũ Lâm Khánh Chi đã lên tiếng làm rõ thông tin này trước công chúng. Cụ thể, Phi Hùng nói, tôi với Khánh Chi bây giờ chỉ là tri kỷ để cùng nhau làm việc là chính và nuôi nấng cho bé Bi. Chúng tôi hỗ trợ nhau được gì thì hỗ trợ, để cho con trai có cuộc sống không thiếu cha thiếu mẹ. Hai người không hợp nhau và không thể quay lại được nữa. Tất nhiên chúng tôi vẫn còn liên lạc và tôi vẫn qua thăm con. Như vậy, Phi Hùng phủ nhận tái hợp mà cho biết cả hai hiện tại chỉ làm tri kỷ để cùng chăm sóc và lo lắng cho nhóc Tì. Ngoài ra, chồng cũ Lâm Khánh Chi cho biết hiện tại anh có cuộc sống bình yên, chủ yếu tập trung vào công việc và không bận tâm những ồn ào xung quanh. Trước đó, Lâm Khánh Chi cũng chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống và vấn đề nuôi dạy con sau khi ly hôn. Cô nói, sau tất cả mọi chuyện vừa qua, tôi chỉ muốn giữ hình ảnh chúng tôi là cặp đôi đẹp trong mắt công chúng chứ không muốn đấu tố ai. Trong cuộc tình này, chúng tôi như visa hết hạn, hết duyên hết nợ thì kết thúc. Con là do tôi nuôi, tôi dư tài chính để lo cho con có cuộc sống tốt. Tôi không nhận chu cấp từ chồng cũ. Nếu anh Phi Hùng muốn có thể qua thăm con và đưa con đi chơi vài ngày, chuyện đó không vấn đề gì hết.